Má. Cái lên đẹp rồi, cái nào nha. Lên thì phải lên rồi. Nó còn đẹp. Nó phụ thuộc vào mạng đó mà. Tốc độ mạng nữa. Con phố đã lên đèn. À, lên đèn liền. Nhiều khi mạng nó lót không được á. Đó, ngon lành thôi. Đó. Đó, nó. Đó, đúng rồi. Giờ mình nhấn chuột đúng thôi chứ còn đấu vô mà nó. Một cái miếng khăn giấy á. Mình có ướt một tí á, em lâu rồi thấy nó sạch rồi là dứt đi một cái. Xong. Không sao vậy, để đi, em lâu thôi. Chắc là chị phải đọc lại nữa. Trời. À. Đúng rồi. Chứ đâu có leo lên tới nữa. À, đẹp liền. Đây là chiên điện nước. Điện hả? Điện. Ừ, điện. Máy lạnh, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, nói chung là đồ điện á, điện với mà nước nữa, đúng rồi, nước luôn hả? Nước luôn, máy giặt. Không có người mà đi nước ra ban công là ai? Nước. Ờ, smart lên đó. Chưa đi đổi đèn cái. Đổi màu coi, đứng đó đi. Đứng đi coi chớp chớp. Coi chớp chớp coi nó vàng vàng đầu không. Đó có lộn nút không đó. Đó vàng vàng giống màu vàng luôn á. Này quán màu gì thử. Màu. Ok, gửi ta. Ừ. Đẹp liền. Phải chỉa lên đúng trên cái trần á, nó mới ăn. Thì nó cầm miếng cái đó mà. Còn gì nữa, chú trong giường thì cái bàn tí chú. Rồi tôi làm bên đây. Dạ. Đây, chiên chiên chở luôn nha. Chiên chở gì? Đó. Bọc giác. Nó chứ bữa, nó chứ hao lắp, hao lắp. Vận chuyển hao lắp luôn. Rồi, quất. Chưa có thể. Trần bê tông. Bê tông thì nó sàn nữa. Dạ. Còn cái bên này là thạch cao. Dạ đúng rồi. Cái này là thạch cao là chú ạ, còn cái này là bê tông. Xe ra xe vô hả? Đúng rồi. Đó. N lên lên. Ờ, nó chậm. Rồi mở CB đi test cho lại. Ngon liền. Vì cái thế này là người ta bắt thì là nó kiểu chắc chắn là phải sao len. Dạ.
đơn giản gọn. Ủa, đủ màu. Ok, ngon lành. Đẹp. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.